Hello, xin chào các bạn. Sáng nay mình giới thiệu cho các bạn cái lô bông trang Thái đỏ loại 35.000 một cây, là thân cao. Để mình đo chiều cao nha các bạn. Một gang tay, hai gang tay, ba gang tay. Cao hơn ba gang tay nha các bạn. Loại này mình bán 35.000 một cây. Đó, mình intro một đoạn ngắn cho các bạn giới thiệu. Bạn nào mua thì hãy comment bên dưới giúp mình. Ngày hôm sau mình sẽ quay chi tiết cái lô này cho các bạn xem. Rồi, mình chào các bạn nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mình sẽ quay chi tiết những cây bông trang Thái đỏ cao hơn 3 gang tay này cho các bạn nắm. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.